Những hồi ức của Đức Thánh Cha về vị linh mục rửa tội cho Ngài. Trong lời tựa viết cho cuốn sách, tôi đã làm cho một giáo hoàng trở thành Kitô hữu. Tiểu sử linh mục Enrico Bosoli của tác giả Ferruccio Panlavera sẽ được giới thiệu tại một số thành phố ở Ý trong những ngày tới đây. Đức Thánh Cha kể lại vai trò của cha Bosoli trong thời gian đầu trong ơn gọi của Ngài và đề cao sứ vụ mục tử của cha qua việc siêng năng ban bí tích mà giải cho các tín hữu. Cha Enrico Bosoli là nhà truyền giáo dòng Salesian. Ngài đã rửa tội cho bé Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, tại Buenos Aires vào năm 1936 và đã dõi theo ơn gọi của cậu bé cho đến khi cậu vào nhà tập. Đức Thánh Cha kể rằng cha Bosoli là người được cầu cứu khi ai đó gặp vấn đề và họ tin chắc rằng cha sẽ làm bất cứ điều gì đó để giúp đỡ họ. Người dân cũng đến gặp cha để xin lời khuyên. Cha có sự nhạy cảm đặc biệt, được thể hiện qua những lời khuyên của Ngài. Do đó cha được nhiều người kính mến. Cha giải tội tuyệt vời. Điểm đặc biệt mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh về cha Bosoli là cha đã dành hàng giờ đồng hồ trong tòa giải tội. Và trong nhiều năm, cha trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các tu sĩ Salesian ở Buenos Aires và các cộng đoàn xung quanh. Cha cũng là điểm tham chiếu cho nhiều linh mục trong giáo phận. Cha cũng đến giải tội định kỳ cho các nữ tu Đức Maria phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha kết luận, cha ấy thực sự là một cha giải tội tuyệt vời. Đồng hành ơn gọi. Sau khi quyết định trở thành linh mục, Bergoglio đã đến gặp cha Bosoli đầu tiên. Bởi vì, Đức Thánh Cha kể, tôi biết rằng cha sẽ hiểu tôi hơn mẹ tôi. Thật vậy, ngay lập tức, cha rất nhiệt tình. Mẹ tôi không có phản ứng tương tự. Bà nói với tôi rằng tôi sẽ phải suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định đó, rằng tốt hơn hết là tôi học xong đại học và tốt nghiệp. 2 năm sau, Bergoglio, Đức Giáo Hoàng tương lai, phải phẫu thuật cắt bỏ phần trên của lá phổi phải. Sau đó, cậu thưa với cha Bosoli rằng mình muốn đi tu dòng tên. Cha đã tôn trọng quyết định này. Đức Thánh Cha nói, cha ấy không phải là kiểu linh mục chiêu dụ tín đồ. Lúc đó là tháng 11. Khi biết Bergoglio sẽ được nhận vào dòng tên vào tháng 3, cha Bosoli thấy rằng Bergoglio phải ở nhà 4 tháng trong thời gian này là không thích hợp. Hơn nữa, cậu cần phục hồi sau ca phẫu thuật. Do đó, cha đã thưa với bề trên trực tiếp của cha ở Buenos Aires về trường hợp của Bergoglio để giúp đỡ cậu.